Xin mến chào quý vị khán thính giả thân thương của kênh audio Chuyện Hay. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe mình diễn đọc truyện ngắn rất hay, đặc sắc với nhiều tình tiết thú vị mang tên Chuyện tình cô giáo Thảo dạy văn và cậu học trò. Một câu chuyện thực tế vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn với cốt truyện mới lạ. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào khám phá nội dung chính của câu chuyện này nhé. Thường ấy, người ta từng nói, nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Bởi thế nên, cuộc sống nó mới đa dạng có nhiều thầy lắm thợ. Tuy nhiên, có những nghề nghiệp á, khi đã chọn thì chúng ta cũng phải tuân thủ theo những cái khuôn thước chuẩn mực mà đạo đức xã hội đã đặt ra cho những cái nghề nghiệp ấy. Nhưng mà ẩn phía sau những con người ấy, họ cũng có trái tim và khối óc với bao hỉ, nộ, ái ố của người thường. Tôi cũng là một trong số đó. Tôi là Thảo, là một giáo viên dạy văn cấp 3. Chuẩn mực đạo đức của nghề giáo mà xã hội đặt ra, nào là ăn mặc kín đáo, mực thước đoan trang, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Nhưng mà với tính tình của tôi thì chuẩn mực đó nó là không khó. Hình mẫu mà tôi có được là một giáo viên mực thước đoan trang, yêu cái đẹp, ghét dối trá, và đặc biệt tôi ghét nhất và lên án mạnh mẽ là những cái bài viết cá nhân trên mạng xã hội, những cái gì mà nó thuộc về vi phạm trong cái phạm trù đạo đức như là ngoại tình, ăn cắp ăn trộm, yêu đương lăng nhăng. Tôi lựa chọn nghề giáo viên bởi vì tôi thật sự yêu thích cái nghề gõ đầu trẻ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ mộng rằng lớn lên tôi sẽ là một cô giáo ở trong cái tà áo dài, chỉ dạy kiến thức mà mình có được cho các học sinh. Ngày cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đại học, tôi vỡ òa hạnh phúc vì ước nguyện của mình đã trở thành hiện thực. Năm sinh viên thứ nhất ở độ tuổi thứ 19, tôi như một đóa hoa nở rộ, đang cái thì tươi thắm nhất. Tôi là hoa khôi của trường vào cái thời học đấy. Khi đấy không thiếu các cái anh chàng cứ gieo những cái mối tình si với tôi. Ở trong số đấy thì có Khôi, là chồng tôi sau này. Anh là bạn học cấp 3 với tôi. Khi biết tôi học sư phạm thì Khôi cũng đăng ký thi sư phạm. Mặc dù là bố mẹ anh cứ kỳ vọng là anh thi vào trường Bách Khoa. Mãi về sau này tôi mới biết là Khôi đã yêu thầm tôi từ những năm cấp 3, thế nên là anh đã cố tình thi vào sư phạm để được ở cạnh tôi. Khôi thì nhẹ nhàng, dịu dàng, cứ lặng lặng bên cạnh tôi chứ không rộn rã hay là màu mè như là những anh chàng khác. Những năm sinh viên xa nhà, áp lực học hành và nỗi nhớ nhà khiến tôi á, lắm khi thấy mình thật là yếu đuối. Những khi ấy là Khôi đã ở bên cạnh tôi. Sự quan tâm của Khôi đơn giản lắm, là những khi anh mang thêm áo mưa cho tôi khi mà trời nó đang nổi gió, là những cái chén canh, chén cháo mỗi khi tôi ốm sốt khi trái gió trở trời, mà cũng có khi là buổi chiều anh rong ruổi chở tôi trên từng ngõ phố, chỉ vì tôi muốn thế. Có lẽ bởi cái sự chân thành đó mà tôi không biết là tôi đã yêu anh từ khi nào đấy. Ba mẹ của anh khi biết chuyện tình cảm giữa hai đứa chúng tôi cũng đã có lời ngăn cấm vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành. Nhưng đó nó chỉ là lý do phụ thôi, chứ thực chất là gia đình anh ấy thuộc hàng khá giả, trong khi tôi thì mồ côi ba mẹ từ nhỏ phải sống nương tựa vào gia đình cậu. Bởi vì vậy chúng tôi không cân xứng. Hơn nữa ấy, nhà anh khá là mê tín, thế nên mà khi nghe tôi thấy tuổi của anh và tôi nó khác nhau, họ lại càng mãnh liệt phản đối. Nhưng mà thói đời á, cái gì mà càng cấm đoán thì con người ta lại càng bất chấp và cứ lao vào như một con thiêu thân. Chúng tôi yêu nhau, để nói mà rời bỏ thì nó thực sự là nó quá khó. Thoạt nhìn á, tình yêu đó tưởng như chỉ là một cái đốm than tàn, nó đang âm ỉ, chỉ trực chờ có một cái cơn gió ngang qua, nó sẽ bùng lên mãnh liệt.
Càng bị cấm, chúng tôi lại càng yêu nhau nhiều hơn. Yêu nhau trong lén lút. Những tưởng là bao nhiêu khó khăn từ gia đình như thế thì chúng tôi không thể nào vượt qua được, sẽ sớm tan vỡ thôi. Nhưng mà không, tình yêu của chúng tôi nó êm đềm, cứ bên nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu là vui buồn trong suốt quãng thời gian 4 năm sinh viên. Ngày cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, chúng tôi đã cùng nhau mơ về một cái mái ấm hạnh phúc khi hai vợ chồng cùng là giáo viên. Ngày ngày thì lên lớp gieo kiến thức, đêm về cùng nhau quây quần bên mâm cơm cùng với con trẻ. Những tưởng đó là cuộc sống quá hoàn hảo và tươi đẹp rồi. Nhưng mà có lẽ cuộc sống nó không đáp ứng được toại nguyện mọi thứ dễ dàng như chúng ta mong muốn đâu. Những ngày đầu mới ra trường, chúng tôi chưa xin được việc. Tôi và anh thì cùng xin phụ ở quán để có thêm thu nhập và trang trải cho cuộc sống nó còn khó khăn khi đấy. Được mấy tháng sau thì ba mẹ anh xót con quá, thế nên cũng cố gắng thu xếp xin cho anh được đi dạy ở một trường trung học phổ thông. Tuy nhiên là anh cứ một mực không đồng ý, nếu mà tôi không xin được việc, thế nên là buộc lòng ba mẹ anh ấy cũng phải xin luôn cho tôi được dạy cùng với anh ấy ở cùng trường. Anh thì dạy môn hóa, còn tôi thì dạy môn văn. Tôi còn được phân công làm chủ nhiệm của lớp 10 nữa. Cái sự kiên trì hơn 4 năm của hai chúng tôi bây giờ đã có thể lay động được ba mẹ anh ấy rồi. Họ đã đồng ý để cho hai đứa cưới nhau, mặc dù trong lòng họ tôi biết ba mẹ anh không thực sự ưng tôi lắm. Nhưng mà vì yêu tôi mà, tôi cũng mặc kệ hết, dù sao ấy, cũng đâu có chung sống với ba mẹ chồng đâu. Vợ chồng tôi thì có một căn nhà nhỏ ở ngay gần trường. Một phần là nhờ ba mẹ anh cho, và phần nữa là do chúng tôi vay mượn. Cậu tôi thì cũng còn phải lo lắng cho mấy đứa em, nó còn đang ăn học, thế nên tuyệt nhiên tôi không nhận bất cứ một sự trợ giúp nào từ cậu. Cậu nuôi tôi ăn học đến bây giờ, thực sự là tôi đã quá biết ơn cậu tôi rồi. Đám cưới của chúng tôi nó đẹp như mơ ấy. Chúng tôi nhận bao nhiêu là lời chúc phúc từ các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh. Mỗi ngày, mái ấm của chúng tôi cứ luôn rộn rã tiếng cười đùa của hai vợ chồng. Chúng tôi buổi sáng cùng nấu ăn, cùng nhau tới trường dạy học, rồi tới tối thì lại cùng nhau trao đổi bài soạn và giáo án. Đồng lương của giáo viên tuy là ít ỏi, nhưng mà đối với tôi thì chỉ cần được ở bên anh bình yên như thế này là đủ lắm rồi. Tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa trái ngọt khi tôi biết mình đã mang thai. Nhờ vào sự ân cần chăm sóc của anh mà tôi cũng nhanh chóng bước qua được cái giai đoạn nghén ngẩm. Và rồi tôi chuẩn bị bước sang tháng thứ 5. Lúc này thì bụng tôi nó đã nhú lên thấy rõ. Và có lúc cảm nhận được con mình nó đang quẫy đạp ở trong bụng ấy. Tôi còn nhớ cái buổi chiều ấy khi nó là ngày sinh nhật tôi. Anh không có tiết dạy nhưng mà tôi thì có một tiết dạy phụ đạo cho lớp. Anh đã hẹn tôi rằng chiều nay anh sẽ tới đón tôi và chúng tôi cùng tổ chức sinh nhật. Nhưng mà anh đã thất hứa với tôi. Khi mà tôi đang dậy thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng chốc nó rung lên liên hồi. Là anh gọi tôi, nhưng mà tôi lại có cái dự cảm không lành. Và chính xác, cái cuộc điện thoại hôm đó suốt đời tôi không thể nào quên được. Alo? Cho hỏi chị có phải là vợ của người dùng số điện thoại này không? Chồng chị vừa tai nạn giao thông đấy, đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tai của tôi cứ ù đi, đôi chân cũng không đứng vững nữa mà khuỵu xuống. Các em học sinh ấy phải chạy lên đỡ tôi dậy. Một lúc sau thì tôi mới đủ bình tĩnh mà ôm bụng dắt xe tới bệnh viện. Anh đang nằm ở trong phòng cấp cứu suốt một đêm dài. Tôi cứ ngồi ở bên ngoài chờ đợi trong thấp thỏm. Ba mẹ của anh cũng tới. Họ chỉ lướt qua mà nhìn tôi chứ không
nói với tôi một câu nào. Suốt một đêm ròng, tôi chắp tay cầu trời khấn Phật, nhưng mà kết quả tôi nhận được chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực của các bác sĩ. Anh được đưa về giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt, thở oxy. Anh cứ nằm bất động như thế mặc cho tôi gọi tên. Trước đây, khi tôi khóc anh sẽ nhanh chóng mà dỗ tôi nín. Nhưng mà bây giờ, mắt tôi nó đã khô khốc rồi, cạn hết cả nước mắt rồi mà anh vẫn cứ nằm lặng im như thế. Anh là một kẻ thất hứa. Anh đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi, sẽ cùng với tôi nương tựa về nhau mãi mãi về già. Nhưng mà anh đã thất hứa, anh lừa tôi. Tối hôm đó, anh đi. Tôi cảm giác khi đấy, tôi cứ như là chết đi ấy. Tay chân tôi lạnh toát, trời đất nó tối sầm và tôi thì xỉu ngay khi mà cái máy đo nhịp tim của chồng tôi nó chạy một đường thẳng băng nghiệt ngã. Tôi mất chồng khi tôi vừa mới bước qua tuổi 23. Tai họa nó giáng xuống như một cơn bão lớn, ập đến một cách dữ dội, xóa sạch đi mọi dấu vết hạnh phúc ngọt ngào và bình dị của tôi, để lại trong tôi một cái mầm, một cái tâm hồn nó nhàu nhĩ, nó đau khổ, trong khi tôi lại đang mang thai đứa con đầu lòng được 5 tháng. Chưa chọn hình hài, nó không thể nào có cơ hội được nhìn mặt của cha nó nữa. Có phải là do tôi không đủ phúc hay chăng? Khi mà bên nội, họ nghĩ vì do tôi có cái mệnh sát phu nên là con họ bây giờ mới mất. Thế rồi họ bỏ mặc tôi, cho dù là tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Họ đâu có biết được rằng ấy, họ đau một thì tôi đau 10. Vì tôi yêu chồng tôi mà, anh là tình đầu của tôi mà. Nếu mà không có đứa con này nó đang quẫy đạp ở trong bụng, có lẽ tôi cũng muốn đi theo anh luôn. Nhìn bức hình hiện trường tai nạn còn vương vãi cái bánh kem sinh nhật mà trái tim tôi cứ như muốn xé tan ra vậy đấy. Quãng thời gian đó đối với tôi thật sự là quá khủng khiếp, mà không bao giờ tôi muốn nhớ nữa, dù chỉ là một lần. Chỉ vô tình nghĩ đến thôi cũng đủ để tôi rợn cả gai ốc, khi mà quãng thời gian đó tôi đã sống cùng với nước mắt, buồn tủi, đau khổ, tưởng chừng như không thể nào vực dậy được. Tôi đã phải cố gồng mình mạnh mẽ để đi xuyên qua nỗi đau mất chồng, để mà đi bể đơn côi vượt cạn một mình, vừa phải gánh vác trọng trách làm cha và cả vai trò làm mẹ nữa. Cha mẹ tôi mất sớm, thế nên tôi không có ai là người thân để mà có thể nương tựa. Thật là may khi mà có các anh chị đồng nghiệp và các em học sinh lớp mà tôi chủ nhiệm ấy, họ luôn bên tôi, dìu dắt tôi qua những cái quãng ngày đầy đau khổ ấy. Khi mới nhận việc, tôi được phân công làm chủ nhiệm một lớp trong suốt 3 năm học, từ lớp 10 cho đến lớp 12. Lớp của tôi là một lớp bình thường chứ không phải là lớp chuyên. Tuy học lực của các em có phần nó không đồng đều, nhưng mà tất cả các học sinh của tôi đều là những đứa học sinh nó sống rất là tình cảm. Tôi đã phải xin nghỉ hơn một tháng thì mới tự vực dậy được sau cái nỗi đau mất chồng, áp lực mưu sinh và cái số nợ nần chúng tôi đã vay trước đó để mà xây nhà, nó không cho phép tôi được gục ngã. Ngày tôi vượt cạn, tôi được nghỉ 6 tháng thai sản. Mặc dù không lên lớp nhưng mà các học sinh trong lớp tôi đều thường xuyên lui tới để phụ tôi chăm con và giúp công việc nhà. Căn nhà nhỏ của tôi lúc nào cũng có tiếng người. Học sinh của tôi đứa thì bế em, đứa thì nấu cơm, đứa thì lại phụ tôi giặt giũ. Nhờ cái không khí rộn rã ấy mà phần nào tôi cũng vơi bớt đi cái cảm giác cô đơn và nỗi đau mất mát khi ấy. Sau 6 tháng nghỉ, tôi đi dạy lại. Là giáo viên dạy môn văn, tôi có rất nhiều học sinh đến học thêm. Tôi dạy thêm theo nhóm lớp, theo cái sự phân công của nhà trường, chứ tôi không có nhận dạy kèm riêng cho học sinh nào cả. Một phần vì lịch dạy của tôi khá kín,
một phần là tôi bận con nhỏ. Tuy nhiên ấy, thì có duy nhất một trường hợp mà tôi nhận dạy kèm riêng, đấy là Hưng. Vì cậu này là học sinh của lớp tôi chủ nhiệm, phần vì tuy học lực của cậu ấy có khá là ổn, nhưng mà môn văn thì lại kém hơn các môn khác, dẫn đến là học lực nó không được đều. Phần vì phụ huynh của em ấy là đồng nghiệp và lại là cấp trên của tôi. Chị là hiệu phó ở trường mà tôi dạy đấy. Chị ấy đã mở lời nhắn gửi rồi nhờ tôi dạy kèm riêng buổi tối tại nhà cho cậu ấy. Có lẽ dĩ nhiên vì trách nhiệm của một giáo viên, tôi muốn học sinh của tôi học tốt thêm. Và cũng vì nhờ vả của đồng nghiệp mà tôi đồng ý chỉ dạy kèm riêng một mình Hưng thôi. Hưng thì tính tình vui vẻ lắm, sôi nổi năng động trong tất cả các hoạt động ở trường lớp. Bởi vì vậy mà từ năm lớp 10 đến lớp 12, cậu ấy được bầu làm lớp trưởng. Ban đầu tôi cũng cứ e ngại với cái việc mà kèm riêng học sinh ấy, bởi vì sợ rằng phụ huynh và các em học sinh khác lại nghĩ là cô giáo thiên vị bạn này hơn bạn kia, thế rồi lại ảnh hưởng tới tâm lý của Hưng. Nhưng mà mẹ của Hưng đã tâm sự và nhờ cậy vì chị ấy rất kỳ vọng vào con trai của mình. Hơn nữa Hưng là con một, chị muốn tất thảy liên quan đến Hưng phải thật là hoàn hảo nhất có thể. Với cả việc học này là do Hưng chủ động xin mẹ đến nhà tôi để học thêm. Trước cái sự nhờ cậy của hiệu phó bên cạnh sự ham học của cậu học trò, tôi không nỡ lòng nào dập tắt cái mong muốn của học sinh của mình ấy, thế nên tôi đã sắp xếp để mà dạy kèm cho Hưng. Bất kể lúc nào Hưng hoặc là tôi có thời gian rảnh là lại lao vào ôn tập. Tôi cũng đã hứa với mẹ Hưng rằng điểm văn của Hưng sẽ phải đạt điểm 9 trở lên. Hưng rất thông minh và nhanh nắm bài. Không phải do em học kém, mà do từ nhỏ tới lớn em ấy luôn phải ở nhà một mình, vì bố mẹ không mấy khi ở nhà. Thế nên là ít nhiều tâm hồn em ấy cũng dần khô cằn đi. Những tưởng khi giúp Hưng học phụ đạo thì tôi sẽ chật vật về thời gian lắm. Nhưng mà không, tôi lại còn có thời gian rảnh rang nhiều hơn ấy. Có những hôm tôi có tiết vào buổi chiều mà về muộn, Hưng tới nhà trước để mà chờ tôi. Khi đấy Hưng đã đón con bé Bông của tôi từ lớp về. Rồi cũng có khi học buổi tối Hưng lại đến rất sớm. Thấy tôi đang một tay bế con, một tay nấu nướng thì Hưng lại phụ tôi nấu ăn, hoặc là có khi là phụ tôi bế bé Bông đi chơi ở trước ngõ. Bởi vậy mà bé Bông nhà tôi nó quấn chú Hưng lắm. Cứ thấy Hưng là nó đòi bế suốt. Bởi vì thân thiết quá đỗi, thậm chí chìa khóa nhà tôi còn cắt thêm cho Hưng một chìa, phòng khi Hưng tới học mà tôi chưa về kịp. Cứ tưởng là cảnh mẹ quá con côi thì sẽ chật vật với những công việc của đàn ông, như là sửa điện, rồi ống nước, máy giặt, bếp ga, những cái khi mà nó hỏng hóc ấy. Nhưng mà không, từ khi mà Hưng tới đây, những cái việc đấy tôi chả phải lo toan gì nữa. Hưng chẳng nói đâu, nhưng mà cứ lẳng lặng kiểm tra, thế rồi lại hì hục sửa tất cả cho tôi đấy. Hưng nó thông minh lắm, lại nhiều tài vặt và lại rất là tinh ý. Em ấy thực sự là một thanh niên đầy tiềm năng. Khi đấy tôi đã thầm nghĩ, sau này cô nào mà lấy được Hưng thì đúng quả là may mắn. Mà học kỳ đó thì điểm văn của Hưng đã đạt đến 8 điểm, chứ không phải cứ lẹt đẹt 6 điểm như trước đây nữa. Điều này khiến cả mẹ Hưng và tôi đều phấn chấn lên hẳn ấy. Ngày thì cười nói rộn ràng là thế, nhưng đêm về, khi còn một mình tôi và con, cảm giác cô đơn nó bủa vây, khiến tôi càng tủi thân vô cùng. Con tôi nay đã 1 tuổi, rồi tôi thì 24 cái xuân xanh, cái độ nó đương thì nhuận sắc. Từ trong sâu thẳm cái khát khao của người đàn bà, đang cái độ xuân thì, đôi lúc nó trỗi dậy khiến cho tôi bao đêm mất ngủ. Tôi cũng khao khát được che chở, khao khát một vòng tay ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi mệt mỏi,
khao khát đợi một cái bờ vai thật là vững chãi để tôi được tựa đầu vào mà vỗ về những đau thương. Nhưng mà sau tất cả, tôi lại kìm nén mà lắng lòng mình lại vì tôi thương con. Tôi cảm thấy mình có lỗi với chồng mình. Gạt đi cái giọt nước mắt tủi hổ bao đêm, tôi lại đứng lên tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, giữ vững tác phong chỉn chu của một người giáo viên. Tính tôi thì cũng hòa đồng và hay tâm sự, chia sẻ với các học sinh, vì ở cái độ tuổi này á thì các em tâm lý nó còn chênh vênh lắm. Tôi thường đưa ra các lời khuyên khi mà các em có những cái vướng mắc các vấn đề trong cuộc sống, hoặc có khi á là tôi tư vấn các em rồi tâm sự với em về những cái mối tình gà bông nó chớm nở. Bởi thế nên các học sinh thường hay chú ý rồi lại hay quý mến tôi lắm. Cho nên những cái sự quan tâm hay là giúp đỡ của tôi đối với Hưng, hoặc là của Hưng đối với tôi á, tôi cũng chỉ xem đó như là sự quý mến của cô giáo với là học trò, là tình cảm thông thường của cô trò như là bao nhiêu học trò khác. Hơn nữa tôi cũng nghĩ có lẽ vì thường xuyên tiếp xúc với tôi, chứng kiến cái cảnh chật vật của tôi và bé Bông mà Hưng mới có cái tình cảm đặc biệt với tôi và con gái của tôi như thế. Chả mấy chốc mà lại trải qua mấy lần thi học kỳ, điểm văn của Hưng ấy đã đạt ở mức khá rồi đấy. Câu cú em viết cũng đã rõ ràng hơn, con chữ đã không còn khô khan như trước nữa. Hưng thì học ngày một khá, đồng nghĩa với việc chúng tôi thân thiết và gặp gỡ ngày một nhiều. Bé Bông và Hưng thì thân thiết khỏi phải nói. Bé Bông đi đâu cũng cứ cuốn lấy chú Hưng. Thậm chí mẹ đi dạy về muộn có khi Bông nó chả nhắc tới luôn. Ấy vậy mà chú Hưng ấy một ngày không tới là nó cứ bi bô hỏi chú Hưng đâu. Bé Bông thì biết nói sớm. Từ cái dạo bé Bông mà nói được ấy, Hưng bày cho con nó tập hát, rồi bày cho nó đọc thơ tặng mẹ nữa đấy. Những chiều tôi phải đi dạy về muộn, hai chú cháu lại cõng nhau ra công viên chơi. Đến khi tận mờ tối, tôi về thì thấy bé Bông đã được cho ăn rồi, rồi cho tắm rửa sạch sẽ. Ở trong bếp là mâm cơm đã được bày sẵn rồi, lồng bàn nó úp lại rất chu đáo. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, Hưng chăm con tôi còn tốt hơn cả tôi. Chả mấy chốc mà đã tới học kỳ 2 của lớp 12 rồi. Hưng và bé Bông dường như đã có thói quen với sự hiện diện của nhau. Bé Bông khi này nó đã hơn 2 tuổi. Tôi cũng đã xả tang chồng. Có lẽ đến cái thời điểm bây giờ, khi mà nghĩ về chồng mình tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. Tuy nhiên, từ lúc chồng tôi mất ấy, đến ngày sinh nhật tôi á, nó đối với tôi là một sự ám ảnh. Từ ngày đó tôi không có ngày sinh nhật, và mặc nhiên tới ngày đó không một ai nhắc đến, như là để giúp tôi xoa đi những cái ký ức đau thương. Hưng bắt đầu vào thời gian ôn tập cật lực để chuẩn bị bước chân vào kỳ thi tốt nghiệp và kỳ thi đại học trước mắt. Thế nên hầu hết ngoài giờ học Hưng đều ở nhà tôi. Hưng chọn thi khối D, cậu ấy muốn thi sư phạm, muốn trở thành một giáo viên giống như tôi. Có những hôm ôn bài khuya, Hưng lại ở lại nhà tôi và ngủ lại ấy. Dù sao nhà tôi cũng còn thừa phòng. Hơn 2 năm thân thiết thì những chuyện như thế này với tôi, với Hưng, thậm chí với mẹ Hưng cũng quá quen rồi. Chúng tôi từ lâu như một gia đình vậy. Có những hôm tôi bận quá, cho con ngủ xong mãi hơn 21 giờ thì tôi mới bắt đầu kèm cho Hưng học được. Phải học mãi đến tận 2-3 giờ sáng mới xong. Có lúc tôi bắt gặp ánh mắt của Hưng cứ nhìn tôi chăm chú. Nhưng mà tôi cũng không mảy may suy nghĩ nhiều, vì tôi nghĩ có khi học khuya mệt nên Hưng cứ lơ là, hoặc đôi khi là Hưng vẫn vẩn vơ để mà suy nghĩ viết bài ấy. Xả tang chồng dường như nỗi đau trong tôi nó cũng vơi dần đi. Tôi không còn xuề xòa như trước nữa. Thay vào đó, tôi đã biết thương lấy mình hơn,
chỉn chu hơn cái vẻ bề ngoài. Bao nhiêu đêm thấy nhớ chồng, khát khao yêu thương cứ âm thầm mà lớn dần, rồi nó trỗi dậy như ruộng hạn mong mỏi một cơn mưa. Những khi ấy tôi chỉ biết cuộn mình lại, ôm lấy cái tấm thân mỏng manh của mình, tựa như là tìm lấy một chút hơi ấm cho vơi bớt nỗi cô đơn. Dù là trải qua một cái cú sốc tinh thần nó lớn cùng với bao nhọc nhằn của người mẹ đơn thân, nhưng mà những cái đó không dễ làm tàn phai đi cái nhan sắc vốn dĩ xinh đẹp được trời ban của tôi. Ở cái độ tuổi chớm 25 này thì nếu không nói cũng chả ai biết được là tôi đã là mẹ một con rồi. Cũng có nhiều người theo đuổi tôi đấy chứ. Người độ tuổi 40 cũng có, người lớn hơn tôi mấy tuổi cũng có. Nhưng mà có lẽ vì tôi vẫn còn nhớ chồng nhiều lắm nên chưa thể nào mở lòng với ai. Thấy tôi có vẻ rất là phiền phức khi mà có người lui tới tán tỉnh tôi. Từ đó hầu như bữa nào Hưng cũng xin mẹ ở lại nhà tôi, với lý do là học thêm để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Mẹ Hưng cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều, vì với chị ấy, việc học của Hưng là quan trọng nhất. Hơn nữa thì nhà tôi và nhà Hưng cách nhau có bao xa đâu. Chị ấy còn chuẩn bị biết bao nhiêu là thức ăn để cho Hưng tới nhà tôi mà ăn nhờ ở đậu nữa. Hôm đó là sinh nhật của Hưng, bạn bè trong lớp tới nhà tôi để tổ chức sinh nhật cho Hưng, bởi vì Hưng ở nhà tôi cũng không còn là điều gì xa lạ với mọi người nữa. Vậy là cậu nhóc tôi kèm cặp nay đã trưởng thành, đã đủ 18 tuổi rồi đấy. Bữa đó mấy đứa nó xin phép tôi được uống một chút bia, bởi vì chúng nó đã đủ tuổi rồi. Tôi cũng ngồi cùng với học sinh, đã lâu không uống bia, tôi cảm giác đầu óc có chút lâng lâng. Tàn tiệc, hai cô trò ở lại dọn dẹp những cái tàn dư ở trong bữa tiệc. Bỗng chốc Hưng ôm chầm lấy tôi, rất lâu mà không nói gì. Tôi cảm nhận được nhịp tim nó đang đập hối hả của Hưng, dường như là tim tôi cũng đang loạn nhịp. Nhưng mà vì có ngấm một chút cồn, thế nên người tôi rất mệt và tôi đi nghỉ sớm chứ cũng không mảy may nhớ hay là nghĩ gì về cái chuyện đó. Càng gần tới ngày thi là những cái chuỗi ngày hối hả của cô trò cùng nhau học và ôn miệt mài. Hưng chịu khó lắm. Thời gian học với tôi và Hưng nó tiến bộ hẳn lên. Cầm bài văn trước đây và bây giờ của Hưng không thể nào so sánh được. Không ai nghĩ đấy là cùng của một người viết. Không biết là do áp lực từ mẹ hay là nhờ động lực nào mà Hưng nó lại nỗ lực nhiều đến thế. Với học lực của Hưng thì kỳ thi tốt nghiệp là chuyện nhỏ, không có gì phải là đáng lo lắng. Ngày mà Hưng thi đại học, tôi và mẹ Hưng đều thấp thỏm á, thậm chí tôi còn thấy lo hơn cả mẹ Hưng cơ đấy. Giây phút thấy Hưng ra khỏi phòng thi đầu tiên với cái nụ cười rạng rỡ là tôi đã tinh nhẹ cả người luôn. Tối hôm đó, hai cô trò lại cùng nhau kiểm tra lại đề, rồi khảo bài. Lúc mà đang làm bài, Hưng nó chợt quay qua hỏi tôi. Cô này, nếu mà em đậu đại học, cô sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em chứ? Được, em cứ đạt điểm cao đi, rồi cô sẽ đồng ý. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Vì thực ra, đối với tôi từ trước tới nay, Hưng với tôi chỉ có tình cảm cô trò thôi. Dù lắm lúc thấy Hưng chu đáo với tôi mọi việc, nhưng mà chưa bao giờ, chưa một lần nào tôi có cái mảy may suy nghĩ về những chuyện khác. Chuẩn mực, theo cái khuôn phép nó là thế. Tôi tự đặt ra bao nhiêu là yêu cầu cho chính bản thân tôi là thế, nhưng mà cũng đâu có ai nắm tay được tới tối, gối đầu được tới sáng đâu. Cuộc đời thật nực cười và chéo ngoe khi mà một cách vô tình hay hữu ý lại khiến cho chính con người mình rơi vào cái vòng xoáy nghiệt ngã, giày vò ta một cách đau đớn trong cái chuẩn mực do người đời và chính ta vạch ra, để rồi bất giác nhận ra rằng có khi bàn chân đã nhúng bùn rồi. Và tôi cũng như thế. Ngày có giấy báo trúng tuyển, người đầu tiên Hưng thông báo là tôi. Em đậu thủ khoa, nhưng điều ngạc nhiên là Hưng lại chọn một cái trường rất bình thường ngay gần nhà. Chứ Hưng không chịu đi học trường lớn ở Hà Nội.
Không ngờ cậu ta lại lén sửa lại hồ sơ rồi thi âm thầm như thế đấy. Mà mẹ cậu lại không biết. Vì chuyện này mà mẹ của Hưng đã gây căng thẳng cho Hưng suốt một thời gian sau đó. Mẹ Hưng sốc và buồn. Chị ấy thường qua nhà tôi tâm sự về chuyện này. Tôi cũng phải động viên và khuyên chị ấy nhiều lắm, nên chị ấy mới phần nào nguôi ngoai. Trong thời gian chờ nhập học, hầu như Hưng toàn ở nhà tôi. Khi đấy là nghỉ hè rồi, thế nên tôi cũng có nhiều thời gian để rảnh rỗi. Nói là học gần nhà nhưng mà Hưng cũng phải một tuần mới về nhà một lần. Thế nên thời gian này, Hưng cố sửa sang và kiểm tra lại điện trong nhà cho tôi. Hưng lại còn chu đáo trồng thêm rau, rồi còn làm cả một cái giàn để cho tôi trồng mướp, trồng bí. Bởi vì bé Bông đã gần 3 tuổi rồi, nó sắp ăn được cơm rồi đấy. Có đôi lúc thấy Hưng nghỉ tay, ngồi thẫn thờ nhìn tôi. Còn tôi cứ vô tư trêu đùa em là có người yêu rồi hay sao mà không chia sẻ gì với cô cả thế. Trông cái mặt kìa, biết ngay đang có tình yêu rồi đúng không? Nghe tôi hỏi vậy, thế là mặt của em đỏ bừng lên, chối bay chối biến, lại còn tìm cách lảng tránh đi nữa chứ. Ngày em liên hoan vào đại học, mẹ em có mời tôi tới nhà chơi. Nhà em thì rộng mênh mông, thuộc hàng khá giả, vì bố em ấy là chủ của một cơ sở sản xuất khá là lớn. Em thì là con một, bố mẹ em thì đi làm suốt ngày, thế nên hầu như em phải ở nhà một mình. Bảo sao ấy, Hưng cứ thích qua nhà tôi chơi với bé Bông. Hôm đó mẹ Hưng, đồng thời là sếp tôi, đã ngồi nói chuyện với tôi rất lâu về Hưng. Chị cảm ơn tôi đã dạy dỗ Hưng cho nó đạt điểm cao. Chị rất yêu con trai và đặt nhiều niềm tin, sự kỳ vọng vào Hưng rất lớn. Thế nhưng mà việc Hưng chọn trường đấy đã làm cho chị buồn rất nhiều. Ít ra thì Hưng nó chọn theo nghề của mẹ chứ không phải là kinh doanh như của bố. Thế nên phần nào chị ấy cũng được an ủi. Ngày Hưng vào đại học, trước lúc đi em có ghé ngang qua nhà để đưa bé Bông đi chơi rồi mua một ít quần áo. Tối hôm đó, khi đang soạn quần áo cho con gái thì tôi bắt gặp một cái bức thư giấy đã ngả vàng, được Hưng giấu lẫn ở trong quần áo của bé Bông. Mở bức thư ra, có khúc chữ đã nhạt màu, có khúc chữ nó còn mới, rất mới, và nét chữ của Hưng, nét chữ rất quen thuộc. Năm 2014, cô Thảo à, nhìn cô buồn và héo mòn đi khi mà chồng cô mất ấy, em cảm thấy rất đau lòng. Em không định nghĩa được cảm giác này nó là như thế nào, nhưng mà em thấy rất thương cô. Năm 2015, đến bây giờ thì em đã gọi tên được cái cảm giác này là gì rồi cô ạ. Em thấy thích cô, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, thế nên em không nói ra điều này. Em sẽ âm thầm ở bên cạnh cô. Cô đừng quen ai nhé. Cố gắng đợi em, cô nhé. Năm 2016, hôm nay em đã được ôm cô. Em rất lưu luyến cảm giác này. Giá mà cô có thể biết được rằng em đã yêu cô nhiều như thế nào. Cô đã hứa với em rằng sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em nếu em thi đỗ đại học. Em chỉ muốn ấy, cho cô biết tình cảm của em đã ấp ủ bao lâu nay. Cô hứa với em nhé, chờ em nhé. Em sẽ cố gắng trưởng thành để được ở bên cô một cách hoàn hảo nhất. Khoảng cách tuổi tác 6 tuổi không phải là vấn đề đâu cô ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình để xóa mờ đi khoảng cách ấy. Em không bồng bột. Tình cảm của em đã qua bao năm rồi vẫn không thay đổi. Em không nghĩ là mình sai gì với cái tình cảm này. Mong cô chấp nhận và chờ đợi em. Khép lại lá thư, tôi không khỏi ngẩn ngơ. Hóa ra bấy lâu nay Hưng đã thầm yêu tôi à? Tôi đã quá vô tâm mà không hề hay biết đấy. Để một mình em cứ âm thầm ôm mối tình sai trái này. Tôi không thể chấp nhận được điều này. Tôi và Hưng là cô trò. Giữa chúng tôi không thể nào có thể xảy ra được cái chuyện yêu đương này. Đạo đức của một nhà giáo, con mắt người đời, rồi mẹ của em sẽ nghĩ sao về tôi? Không được, tôi không cho phép mình làm cái chuyện này.
Định thần lại tôi mới giật mình, nghĩ lại khoảng thời gian 3 năm tôi dạy Hưng, dùng cái cảm giác mà cảm nhận tất cả những hành động của Hưng bằng bản năng của đàn bà. Tôi thấy tôi đã quá vô tâm mà không nhận ra được điều ấy. Tôi tin tất cả những gì Hưng vừa chút bầu tâm sự với tôi là sự thật. Nhưng mà giá như tôi nhận ra điều này sớm để có thể nhanh chóng dập tắt đi cái ngọn lửa tình si nó sai trái đang nhen nhóm trong lòng em, thì em ấy đã không phải chịu cái sự kìm nén và tổn thương suốt 3 năm qua. Tôi vẫn cứ nghĩ là Hưng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, độ tuổi 19 nó còn trông chênh về tâm lý nên chưa thể nào cảm nhận được chính xác về cảm giác của bản thân mình. Hơn nữa, việc học trò thần tượng cô giáo và có tình cảm đặc biệt với cô giáo nó cũng là lẽ thường tình thôi. Bởi vì suốt gần 3 năm chúng tôi ở bên cạnh nhau, thân thiết như là người trong nhà, thì việc em ấy ngộ nhận tình cảm của mình không có gì là ghê gớm cả. Cảm xúc đó rồi nó sẽ sớm qua đi, như là tính cách của lứa tuổi dậy thì thất thường, sáng nắng chiều mưa của các em. Biết đâu đấy ở giảng đường đại học, khi em ấy có được một mối tình sinh viên đẹp đẽ như tôi và chồng tôi thuở trước, khi ấy em mới biết được rằng cái đoạn tình cảm này nó chỉ là một cơn say nắng nhất thời, ở trong độ tuổi còn non về suy nghĩ. Nghĩ vậy thế nên lòng tôi lại dịu lại, có bớt đi một chút áy náy. Tôi không trả lời Hưng mà chỉ lặng lặng gấp lá thư và cất sâu vào trong ngăn bàn. 2 tháng đầu sau khi nhập học, Hưng không về nhà. Tôi cũng có một chút trông mong, chỉ là tôi rất muốn biết cuộc sống sinh viên của em ấy có tốt không thôi. Bé Bông thì cứ nhắc chú Hưng biết. Đôi khi Hưng gọi về, tôi để cho hai chú cháu nói chuyện với nhau, còn tôi thì tìm cách lảng đi nơi khác. Dù sao ấy, Hưng không về cũng là một chuyện tốt, vì á, lỡ có gặp mặt tôi cũng chả biết phải đối mặt với cái cậu học trò này như thế nào. Vào năm học mới, tôi nhận chủ nhiệm lớp mới, lại tiếp tục với huồng quay hối hả, vừa dạy học vừa chăm con. Hưng thì thỉnh thoảng có về, vẫn cứ ghé thăm tôi và thăm bé Bông, nhưng mà tuyệt nhiên không bao giờ tôi nhắc tới cái chuyện lá thư kia. Cho dù ấy, có những lúc á, Hưng cứ nhìn tôi chăm chăm ra như là chờ đợi câu trả lời ấy. Khoảng thời gian về đêm nó có thể khiến tôi cô quạnh, nhưng mà có lẽ ngày Tết mới chính là những lúc tôi thấy cô đơn nhất, bởi vì á, khi đó chỉ có hai mẹ con tôi, tủi thân và buồn vô cùng. Mọi năm khi Hưng còn học cấp 3, năm nào em ấy cũng tới đón Tết cùng tôi. Ít nhiều, có tiếng người cũng đỡ, nó cũng vơi bớt đi cái sự vắng lạnh trong căn nhà. Nhưng mà năm nay lại khác. Mới 24 âm lịch thôi, tôi đã cảm nhận được cái sự trống trải rồi đấy. Nay là 25 Tết rồi, tôi vẫn đi dạy. Hôm nay là buổi dạy cuối để nghỉ Tết. Nhìn không khí rạo rực nôn nao của các em để chuẩn bị đón Tết làm cho tôi lại thấy buồn thêm. Tôi định bụng ấy, năm nay chỉ mua cho bé Bông ít quần áo thôi chứ không có bày biện gì. Hết tiết, tôi về nhà chuẩn bị cơm nước để đón bé Bông. Mở cửa ra thấy nhà cửa đã sạch bóng, mạng nhện được quét, rồi mấy cái bóng đèn hư cũng được thay mới. Cái cửa sổ mấy ngày nay á, nó hỏng bản lề cũng đã được chỉnh sửa rồi. Ba lô của bé Bông ở đây rồi này, nhưng mà chả thấy người đâu. Không cần nói tôi cũng biết là ai đã giúp tôi rồi. Chả hiểu sao khi đấy tôi đã bất giác mỉm cười, trong lòng có một chút rộn rã hơn trước. Năm nay Hưng vẫn đón Tết cùng mẹ con tôi. Em kéo mẹ con tôi ra khỏi cái căn nhà lặng lẽ u buồn. Em ném tôi vào cuộc sống ồn ã và bận rộn của những ngày giáp Tết. Giao thừa, em đến và mang hai mẹ con tôi ra phố, hòa vào cái biển người để chào đón phút giao thừa đầu năm mới. Hưng thì vẫn ân cần, vẫn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc tôi và bé Bông như thế. Còn tôi vẫn cứ lặng im giữ khoảng cách với cậu học trò này. Mặc dù có đôi lúc
Tôi cũng lỡ có một trong cái giây phút nào đó cảm giác nó động lòng với cậu học trò này đấy. Tuy nhiên, giới hạn đạo đức của một cô giáo luôn là một rào cản vô hình, không cho phép tôi có bất kỳ một ý nghĩ vớ vẩn nào với học trò của mình. Đơn giản, tôi coi cậu ấy như học trò, có thân quý hơn một chút, chỉ vậy thôi. Chưa nói gì đến cái rào cản lớn nhất, đáng sợ nhất là Hưng ấy là con của chị hiệu phó, nơi tôi đang giảng dạy. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi càng thêm nghiêm túc và giữ khoảng cách với Hưng, mặc cho đôi khi con tim của mình nó làm loạn lên mà lý trí không thể nào kiểm soát được. Nhiều khi tôi thấy Hưng điên rồ, rồi khi mà Hưng cứ lao vào tôi một cách bất chấp, bởi ở cái lứa tuổi mơ mộng của em, có thể bắt đầu mối tình đầu hay là những cái rung động đầu đời với những cô bé dễ thương cùng tuổi, trong khi Hưng thì đẹp trai, cao ráo, lại lắm tài nữa. Tôi để ý cũng có nhiều bạn học thầm thương Hưng đấy, nhưng rồi sau này tất thảy Hưng đều ngó lơ. Tôi cứ nghĩ là do em tập trung vào học hành, nhưng mà tới bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Nếu mà bắt đầu từ tôi, từ cô giáo của em này, một người vợ quá chồng và là mẹ của một đứa con, quả thực nó là một điều quá thiệt thòi cho em. Khi tôi chợt cảm giác được rằng tôi đã có một chút tình cảm với cậu học trò này, khi mà cậu ấy đã kiên trì suốt 3 năm ròng để mà ở bên tôi, lặng lẽ chăm sóc tôi, khi đấy tôi đã cố tình tránh mặt em. Nhưng mà bé Bông nay đã vào lớp 1 rồi, lại quấn chú Hưng như thế, thế nên dù tôi có cố tránh thế nào thì Hưng cũng không thiếu lý do để mà chạm mặt tôi. Tôi không thể nào vì ích kỷ cá nhân mà lại không cho con gặp Hưng. Nhưng tôi càng không thể nào sai lầm chấp nhận cái tình yêu ngược đời này của Hưng, vì chỉ một quyết định sai lầm của tôi thôi cũng đủ để làm hỏng cả một tương lai của em ấy. Vì thế tôi càng phải tránh xa Hưng, vì lúc này tôi đã cảm thấy trái tim mình nó không biết nghe lời rồi. Thế rồi mùa hè năm thứ 6 sau tang chồng, trái tim tôi bắt đầu tìm vui trở lại. Tôi mở lòng mình ra đón nhận những người đàn ông đang đến bên tôi, đang tìm hiểu tôi. Tôi cũng đã thấm dần nhiều cái sự cô đơn, tủi hờn. Rồi bây giờ tôi cũng muốn tìm một bến đỗ để tìm chút bình yên, và hơn hết để Hưng có thể bỏ cái ý định đó đi, vì em ấy vừa mới tốt nghiệp rồi, một chân trời mới đang rộng mở trước mắt, và tôi không nên cầm chân em ấy lại. Sau tất thảy giữa tôi và em là không thể. Độ ấy nhà tôi nhiều người lui tới lắm, bởi vì tôi mới ngấp nghé tuổi 29. Nhưng mà trời thương, trông tôi vẫn còn nhuận sắc. Khi mà tôi định mở lòng mình thì cũng có nhiều người tới chơi và tìm hiểu. Hưng đến nhà tìm tôi và bé Bông, vô tình bắt gặp người đàn ông đang trong cái giai đoạn tìm hiểu tôi cũng đang có mặt tại nhà tôi. Hưng không nói gì cả, chỉ chào hỏi và xin phép tôi là đón bé Bông đi chơi. Trong khi vừa mới nhìn thấy Hưng, con gái tôi nó đã rối rít đòi chú Hưng bế, thế rồi đòi đi công viên. Dù là thoáng qua thôi, nhưng mà trong mắt em ấy tôi vẫn biết, vẫn nhìn ra được cái nét đượm buồn. Bất giác, tôi cũng có một chút nhói lên nơi ngực trái. Tôi đã đồng ý cho phép Hưng đưa bé Bông đi chơi, để tôi và người đàn ông kia có giây phút riêng tư. Và cũng bởi lẽ tôi muốn Hưng hiểu rằng tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình. Và Hưng, hãy trở về với thế giới của em đi. Thế nhưng mà chiều ấy, mãi đến tối rồi mà vẫn chưa thấy Hưng đưa bé Bông trở về. Tôi gọi điện tìm Hưng khắp nơi, gọi mãi cậu ấy cũng chả nghe máy. Đang lo lắng thì tôi nhận được điện thoại từ mẹ Hưng, bảo là Hưng có đưa bé Bông về nhà chơi, có bạn của Hưng tới nữa nên là cậu ấy có nhậu một chút, giờ thì cả hai chú cháu đã ngủ rồi. Mẹ Hưng xin phép để cháu nó ngủ ở đây chơi một bữa, không đưa về bên nhà cô nữa. Nhưng mà tôi vẫn thấy bất an, bản năng một người mẹ, tôi không thể nào rời con mình dù chỉ là một lúc. Tôi cứ nằng nặc đòi đến đấy để đón bé Bông về. Cuối cùng thì mẹ Hưng đành phải thỏa hiệp,
đành phải gọi Hưng dậy, bắt taxi, đưa bé Bông về nhà. Khoảng cách hai nhà cũng khá gần, thế nên là chỉ một lúc sau, Hưng đã đưa con bé về nhà với tôi. Con bé nằm gọn trong vòng tay Hưng ngủ ngon lành. Chờ cho Hưng đặt con bé xuống giường, tôi đang định trách Hưng về cái chuyện hôm nay á, nhưng mà chưa kịp mở lời, Hưng nó đã lao vào ôm lấy tôi thổn thức. Cô, tại sao cô lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai? Em có gì không xứng với cô? Cô chưa đáp ứng nguyện vọng của em mà. Em đã chờ cô 6 năm nay rồi, em trưởng thành rồi. Men rượu nó còn đọng lại trên người Hưng, cộng với lồng ngực đang nghẹn ngào, khiến cho Hưng không thể nào nói tiếp được nữa. Mỗi một câu hỏi của Hưng cứ như là đang cứa vào tim tôi. Hưng thì ghì chặt tôi vào trong ngực em, vừa thổn thức khóc. Cả người em cứ run bắn lên, nhưng mà con tim thì lại đang loạn nhịp. Tôi có thể nghe rõ tiếng đập gấp gáp điên loạn của trái tim em trong cái lồng ngực vạm vỡ. Nhưng mà ngay lúc này á, tim tôi nó cũng đang điên cuồng mà loạn nhịp đây này. Trong thoáng chốc, tôi đã nới lòng cảnh giác mà quên mất rằng người đàn ông này đang đứng trước mặt tôi đây này là học trò của mình đấy. Bây giờ tôi mới để ý, cậu học sinh ốm nhẳng và nhỏ con ngày nào, nay đã cao lớn nhường này rồi. Tôi bây giờ bé bỏng và nhỏ nhắn trong vòng tay em, đầu tôi chỉ chạm được đến ngực em thôi. Vòng tay thì rắn giỏi, rồi cùng với cái bờ ngực vững chãi, hơi thở phảng phất hơi men, cùng với mùi hương từ cái cơ thể thanh tân của em, đã làm cho tôi run lên điên loạn. Những giọt nước mắt của em rơi xuống, rơi cả lên gương mặt tôi. Phút chốc ấy, trái tim tôi nó đang dịu lại, như là có một dòng nước ấm dịu dàng tưới lên đó, làm tan chảy ra những cái mảng băng giá lớp lớp bao phủ, cứng đờ trong tôi. Dường như là có cảm giác một cái dòng máu nóng đang len lỏi khắp đầu óc, cơ thể. Cả người tôi cứ mềm dịu lại, không căng cứng, không tức giận nữa. Tôi mềm lả đi trong tay Hưng, nhẹ nhàng nhướn người lên, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của em. Tôi không biết vì sao nữa, tôi cũng không lý giải được. Tôi chỉ biết là tôi đang làm như là một bản năng ấy. Trong một tích tắc, một giây phút ngắn ngủi, tôi như tan ra thành trăm ngàn mảnh. Đôi môi của Hưng nhẹ nhàng đón lấy đôi môi nó đỏ mọng đang khép hờ của tôi, nhẹ nhàng, len lỏi, chậm chậm. Rồi nó mãnh liệt dần lên, khiến cho đôi chân của tôi cứ dần tê dại đi. Tôi rút tay ra khỏi vòng ôm ghì chặt của em và luồn sâu vào trong cái mái tóc dày cứng ấy. Hình như ấy, từng sợi tóc mềm bây giờ nó cũng đang nóng rực lên trong cái không khí ma mị này. Đôi tay rắn giỏi kia đâu có để lãng phí một giây nào đâu. Bàn tay nóng bỏng kia di chuyển tới đâu, nó làm cho người tôi cứ như là kiệt sức mà đổ dạp dựa hẳn vào cái cơ thể của em. Tôi nhận ra một cơn thủy triều nó dâng ngược lên, cuộn trào trong lòng tôi, rút hết sức lực của tôi rồi. Từ nơi sâu thẳm chợt dâng lên một cái khát khao đến điên loạn. Người đàn bà ngủ quên trong tôi, sự khát khao cô đơn trong tôi suốt 6 năm qua, dường như giờ đây nó thực sự đã tỉnh giấc. Tôi vuốt lên hai cái má rám nắng của em, cái cổ thì trồi lên cái yết hầu sau những cái hồi nuốt nước bọt. Trước mặt tôi bây giờ là một người đàn ông mạnh mẽ, cường tráng, như là bờ cát trắng ôm chầm lấy tôi, đang trào lên bao đợt sóng vỗ. Tôi chả thể nào nghĩ được thêm gì nữa. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, tôi mỏng xác cứ như là một cái thân cây nhỏ đang bị hút chặt vào cái hố đen của vực xoáy. Tôi đã bay về vực xoáy là em. Tôi đã bị hút hết cả thân xác tôi, tinh thần tôi về phía em. Và tôi hoàn toàn nhũn cả người ra, đổ dạp vào người em mà rơi vào cái vòng xoáy tình ái. Tôi lần mò vào nơi chứa trái tim em ấy. Nó nóng rực,
đang đập từng cái nhịp hối hả, đang liên hồi loạn nhịp như muốn vỡ tung ra. Cả người tôi run lên. Mùi hương cơ thể của em như là ngậm một cái mùi sữa non của cái cây, nó đang thì xanh tươi nhất. Hương cơ thể của em mê dụ tôi như một thứ bùa ngải. Tôi bỗng hít vào, tôi vụt mặt vào và chậm rãi uống cái mùi hương thanh khiết ấy. Tôi đã khóc. Giờ thì đến lượt tôi khóc như mưa, khóc như điên dại. Tôi không nhớ tôi đã làm gì nữa. Em đã siết tôi nát bấy trong cánh tay em, vòm ngực em. Em siết tôi tan biến dưới thân thể em. Cả hai thân thể đều run bấy trong cái cơn đau, trong hoan lạc, trong hạnh ngộ. Tôi và em ấy, hai con người hòa thành một vào trong nhau, như là hòa chung với bao đau đớn tủi hờn sau bao năm chờ đợi. Đêm đó, thêm một lần nữa tôi dường như trở thành người đàn bà lần thứ nhất. Đêm đó, tôi giúp em trở thành đàn ông đúng nghĩa. Sự điên cuồng vồn vã như con sóng buổi sớm mai cứ vồ vập đua nhau tới tấp vào bờ. Thôi, cứ bỏ qua tất cả đi, bỏ qua mọi chuẩn mực đời thường, bỏ qua bao nhiêu miệng đời cay nghiệt. Đêm nay chúng tôi đón nhận nhau một đêm trọn vẹn, cho dù ngày mai cả hai chúng tôi có phải chết. Cuối cùng thì tôi cũng không cưỡng nổi số mệnh. Cho dù có cố mà trốn tránh, có cố mà đẩy nhau ra xa, nhưng mà một khi sợi tơ hồng mà ông tơ trói buộc, thì có mà tránh cách nào cũng chả thể nào thay đổi được duyên phận. Tôi đã không thể dối lòng, không thể dối mình thêm nữa. Tôi đã yêu Hưng mất rồi. Tình yêu này nó như một con sóng lớn, xóa tan hết mọi lâu đài kiên cố mà đã dựng lên để ngăn cách tôi với tình cảm của Hưng. Chúng tôi lao vào nhau như một cơn lũ băng rừng, phá tan mọi rào cản, như thác nước dội trên lòng núi cao vọt xuống, mở đường trên những phiến đá, như những núi lửa bỗng một ngày phun trào nham thạch, quấn chặt, đan xiết lấy nhau để cho thỏa những tháng ngày trông đợi. Tôi trở về với đúng bản năng của một người đàn bà. Tôi trở nên yếu mềm trước Hưng. Tôi mệt mỏi, yếu đuối, đau khổ và thả trôi. Nhưng mà tôi lại yêu Hưng đến ngây dại. Hai cái trạng thái cảm xúc này cứ đan xen vào nhau, làm cho tâm hồn tôi cứ thêm rũ rượi cả đi. Tôi không còn là tôi nữa. Cô giáo đoan trang mực thước, bản lĩnh và mạnh mẽ trước tất cả lũ học trò cứng đầu. Tôi như là người bị tước hết mọi vũ khí. Tôi lạc bước trong cơn mê dại. Tôi mềm lả trong vòng tay của cậu trai trẻ bướng bỉnh và dai dẳng. Tôi ngập tràn trong một cái thứ hạnh phúc lạ lùng, như men rượu đắng chát, ngất ngây. Số phận nó trêu ngươi đã biến tôi thành một người đàn bà mà tôi chưa từng nghĩ đến. Định mệnh đã biến tôi thành một người đàn bà hư thân trong mắt người đời. Một lần nữa, tôi mở lòng với tình yêu, nhưng mà nghiệt ngã lắm, xót xa lắm. Bao nhiêu đêm lao vào nhau như con thiêu thân, sau những cái phút giây hoang dại, chúng tôi lại ngồi tựa bên nhau hàng đêm, cùng nhau chuẩn bị tinh thần đón nhận những khủng hoảng và những cái bế tắc trên con đường phía trước. Hưng đã bắt đầu đi dạy rồi. Cậu ấy là giảng viên đại học, đã chững chạc như một người đàn ông trưởng thành thực thụ. Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình, nếu mà cậu ấy yêu và cưới một người từng là cô giáo của mình, mà lại đã có một đời chồng, một đứa con, người phụ nữ đó không ai khác chính là đồng nghiệp, là nhân viên dưới trướng của mẹ cậu ấy, liệu kết cục nó sẽ như thế nào nhỉ? Đã bao lần tôi đau khổ dằn vặt trong cái suy nghĩ ấy. Bao lần tôi khóc vì tủi cho phận của mình. Những khi ấy Hưng lại kéo tôi vùi vào trong cái vòm ngực rắn giỏi của cậu ấy, lại như là xoa dịu đi bao nhiêu vết cắn trong tim tôi. Hưng muốn công khai mọi chuyện với mẹ của mình, mặc cho tôi sợ hãi van xin. Nhưng mà Hưng không muốn tôi phải đứng trong bóng tối nữa. Và Hưng đã làm như thế thật đấy. Cậu ấy nói là làm, mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng mà sau đó cũng là một chuỗi ngày, tôi bắt đầu sống trong lo lắng và sợ hãi
Trong đầu tôi đã nghĩ mẹ Hưng sẽ mắng nhiếc tôi, xì vả tôi rằng tôi đã quyến rũ một đứa trẻ con, đã đầu độc một đứa trẻ, đã ươm mầm sâu độc ở trong cái tâm hồn thằng bé để cho nó ngộ nhận và nhầm tưởng cái gọi là tình yêu ấy. Và có thể trong một cơn tức giận tuôn trào lên, chị ấy kết luận tôi là một cô giáo không đủ tư cách để mà đứng trên bục giảng và bắt tôi phải nghỉ việc ngay lập tức. Cũng có thể chị ấy sẽ tìm đến tôi với một mái tóc rối bù, một gương mặt mệt mỏi và phờ phạc sau bao nhiêu đêm mất ngủ. Chị ấy sẽ tìm tôi với cái nhìn chất chứa bao nhiêu là oán hận, trách móc, rồi cầu xin tôi hãy buông tha cho thằng bé vì nó là con một, là con của một gia đình có gia, có giáo. Nó không thể nào chịu đựng được cái điều tiếng mà người đời bởi vì cô đâu. Hoặc là có thể chị ấy sẽ bình tĩnh gọi tôi lên ban giám hiệu. Mặt chị ấy lạnh như tiền, không cần nói nhiều mà chỉ cần yêu cầu tôi là nghỉ dậy và bắt Hưng tới một cái nơi khác để mà rời xa tôi. Với tôi thì tình huống nào có xảy ra đi chăng nữa đều kinh khủng và đáng sợ như nhau. Dù phản ứng của mẹ Hưng có nhẹ nhàng hay là đau to bố lớn cỡ nào thì tôi cũng không thể nào đủ dũng cảm để đối mặt. Tôi sợ khi bước đến trường, tôi sợ phải đối diện với cái bà hiệu phó, với mẹ của Hưng. Nhưng mà không, trái với sự lo lắng của tôi, mẹ Hưng cứ im lặng. Trong mọi cuộc họp chuyên môn ở trường, chị ấy vẫn bình thản mà không có bất kỳ một biểu hiện gì khác lạ. Chị cũng không hộc tốc chạy đến tìm tôi để mà xỉ vả, cũng không xúc động nghẹn ngào gặp tôi để van xin tôi buông tha cho con trai chị ấy. Sự im lặng, bình thản, có phần như nó chả có chuyện gì xảy ra của chị ấy làm cho người tôi cứ đông cứng vì căng thẳng, vì sợ hãi. Có lẽ là với kinh nghiệm của một con người đã từng trải đời, cùng với cái chức vụ hiệu phó, nó không cho phép chị ấy vồn vã như thế. Tôi gặng hỏi Hưng về phản ứng của mẹ sau khi nghe mọi chuyện ấy. Hưng chỉ nói là chị ấy im lặng, không đồng ý cũng không phản đối, mà lặng lặng chui vào phòng riêng. Nhưng mà thật ra Hưng đã giấu tôi. Hưng giấu tôi về những giọt nước mắt đau khổ của một người mẹ. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, khi mà thấy con mình đang sai đường ngược lối, không một ai dễ dàng chấp nhận được cả. Tôi biết điều đó, bởi vì đúng một tuần sau, sự im lặng kéo dài kể từ ngày Hưng nó thú thật hết mọi chuyện tình cảm với mẹ ấy, thì chị ấy tìm đến nhà tôi thật đấy. Không đau to, không búa lớn, chị ấy chỉ nhẹ nhàng như bao lần hai chị em cùng tâm tình thủ thỉ mà bắt đầu câu chuyện không chút vòng vo. Thảo này, từ trước nay á, chị luôn coi em như là em gái. Chị thương cho hoàn cảnh của em lắm. Chị cũng rất biết ơn em vì những gì em đã giúp chị kèm cặp cháu Hưng. Hưng thì nó cũng đã nói hết với chị về tình cảm mà nó dành cho em rồi đấy. Khi nó nói á, nó yêu cô giáo đã 6 năm này rồi, chị thực sự rất là sốc đấy. Chị không trách em đâu, mà đúng hơn là chị không có quyền trách em, bởi vì tình cảm là không thể nào ép buộc. Hưng thì nó đã lớn rồi, nó có trách nhiệm với suy nghĩ và hành động của nó. Khi mà Hưng nó dám nói với mẹ về chuyện này thì chị nghĩ chắc hẳn là nó suy nghĩ rất nhiều. Không thể nào phủ nhận là có thể nhờ tình cảm mà nó dành cho em, thế nên là nó đã trưởng thành nhanh hơn chị mong đợi. Nhưng mà nói đến đây, chị nghẹn lại. Tôi thấy trong khóe mắt của chị ấy, nó bắt đầu ngân ngấn nước. Chị đang cố kìm nén cái cơn xúc động, ngước mắt lên để ngăn những cái giọt nước mắt nó không rơi xuống trong câu chuyện với tôi. Đến tận lúc này, tôi mới dám đối mặt với chị. Tôi mới thấy cái gương mặt tiều tụy của chị ấy, nó sọp hẳn đi so với mọi ngày. Mái tóc của chị dường như đã bạc thêm một ít ấy. Hít một hơi thật sâu, chị lại tiếp tục nói với tôi. Chị thì chị không phản đối chuyện này đâu. Điều này chị hiểu rõ, bởi vì bản thân chị và chồng chị cũng chênh lệch nhau với cái mối tình chị em mà. Trải qua nhiều sóng gió lắm,
Bây giờ chị chỉ muốn hỏi em một điều duy nhất thôi. Em có thể đường hoàng sống hạnh phúc như thế này không? Nếu em và Hưng có thể sống được, có thể hạnh phúc được, mà có thể thanh thản được với những cái lời dị nghị về một cuộc hôn nhân cô trò như thế, thì hả, chị hoàn toàn đồng ý. Em nghĩ kỹ đi, rồi trả lời cho chị nhé. Chị ấy mệt mỏi đứng dậy, với cái gương mặt có vẻ là bình tĩnh, nhưng mà thật sự nó đầy gượng gạo. Vì tôi biết phía sau đó là chị đang đau đớn, đang thất vọng, là đang đổ vỡ về cậu con trai yêu quý của mình. Chị ấy nói đúng. Có thể bản thân tôi giờ đây chưa thể xác định được là tôi đang yêu Hưng hay là vì tôi đang tham lam cái hương vị nồng nàn tình ái mà ích kỷ muốn níu giữ lấy Hưng làm của riêng tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có những lúc tôi vừa yêu Hưng điên dại, lại vừa khóc thầm trong tuyệt vọng. Tôi đã không thể tự mình tìm được câu trả lời cho câu hỏi. Tôi có thể sống thanh thản mà hạnh phúc với cậu học trò của tôi trong một cái cuộc hôn nhân ngược đời này không? Tôi có thể nói với đồng nghiệp ra sao đây? Với bạn bè tôi thế nào? Tôi có thể đủ tự tin để đứng trên bục giảng mà nói về tình yêu, nói về lẽ sống, nói về những cái đẹp và sự cao thượng được nữa hay không? Và nói tóm lại ấy, là tôi có thể hạnh phúc được không? Có thể không? Khi nghĩ về Hưng, cậu ấy sẽ ra sao khi mà phải đối diện với cái ánh mắt người đời cứ hay dị nghị? Cậu ấy còn quá non trẻ để phải đối mặt với những cái áp lực vô hình ấy. Trong khi Hưng thì hoàn toàn có muôn nghìn lựa chọn khác. Đến một ngày nào đó, Hưng sẽ nhận ra rằng những say mê ấy, nó chỉ là trẻ con thôi. Thế rồi khi đấy cậu ấy nhìn rõ cái sự chênh lệch về mọi thứ, liệu rằng có vượt qua nổi cái nỗi ê chề này hay không? Thêm nữa, con gái tôi sẽ ra sao? Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, tôi đã tự có được câu trả lời cho mình rồi. Với cái sự không cân bằng về tuổi tác, không cân bằng về thân phận, tôi không thể có tự tin để mà tin rằng tình yêu này nó là mãi mãi. Tôi âm thầm chuyển trường cho Bông, rồi lặng lẽ chuẩn bị tất cả. Một lần nữa, tôi lại trốn chạy tình yêu này của Hưng. Tôi không thể nào trực tiếp nói với Hưng. Lại một lần nữa, tôi lại hèn nhát mà lần trốn đau thương. Ngày tôi ôm con rời đi, trời mưa tầm tã cứ như là đang khóc thương cho cái thân phận đời hầm hiu của tôi vậy đấy. Lá đơn nghỉ việc tôi đã lặng lẽ gửi lên nhà trường, như là câu trả lời của tôi cho câu hỏi của mẹ Hưng. Lá thư Hưng từng viết cho tôi năm đó, tôi đã cất thật kỹ. Nay, nó mới là lúc tôi trả lời cho những câu hỏi của Hưng. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng tôi có thể gửi cho em những dòng này. Tôi luôn biết ơn em về những gì đã qua trong suốt quãng thời gian em là học trò của tôi, một người bạn của tôi và cũng là một người đàn ông của cuộc đời tôi. Tình yêu có thể giúp tôi và Hưng bạo gan mà nghĩ rằng mình có thể vượt qua được tất cả. Nhưng mà hôn nhân lại khác. Hôn nhân là khi chúng ta bắt tay vào xây dựng cuộc sống, là khi chúng ta phải đối mặt với hàng trăm cái mối khổ đau trong cuộc đời. Tôi cảm thấy mình không đủ sức Hưng à. Tôi bỏ cuộc. Sau tất cả, tôi không đủ dũng khí để đối mặt với mối quan hệ này. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tôi chỉ mong rằng, giá như tôi chưa hề làm tổn thương em, nếu như thực sự thương tôi thì em hãy sống thật tốt nhé. Hãy quên tôi đi và bắt đầu lại bằng một tình yêu khác cân xứng với em hơn về mọi mặt. Đừng tìm tôi, làm ơn. Tôi chẳng thể nào viết được nữa. Mắt tôi nhòa đi, tim tôi đau như thắt lại. Sau 6 năm trải qua cái nỗi đau tột cùng khi mất chồng, nay lại thêm một lần nữa tim tôi nó lại quặn lên, đau cứ như cào xé. Tôi hận, hận cái số phận quá nghiệt ngã, hận cái cuộc đời quá đỗi bất công với tôi. Tôi lặng lẽ mà rời đi, xóa hết mạng xã hội, thay luôn cả số điện thoại. Không một ai biết tôi
và con tôi đang ở đâu. Hưng đã điên cuồng tìm tôi, mặc cho Hưng cứ gào thét trong vô vọng. Tôi phải đi thật xa cái mảnh đất tôi đang sống, đã sống. Mảnh đất chứa nhiều khổ đau và nghiệt ngã. Ngày tôi tới với mảnh đất này, tôi đã rơi nước mắt vì hạnh phúc. Ngày tôi rời đi, tôi vẫn rơi nước mắt, nhưng mà đó là giọt nước mắt đắng cay, mặn chát đến thắt lòng. Tôi về quê, căn nhà cũ tôi đã bán đi để đổi lấy một mảnh đất và một căn nhà nhỏ ở quê. Tôi không phải là một cô giáo nữa, tôi trở thành một bà mẹ nội trợ thực sự. Sớm tối đưa con đi học, ngày ngày trồng thêm rau, nuôi gà. Tôi viết báo, viết sách thời gian đầu thì cuộc sống hai mẹ con chật vật lắm vì các tác phẩm của tôi chưa được đón nhận. May sao, có một chút ít số tiền dư ra sau khi mà tôi bán căn nhà ấy, cũng đủ để mẹ con tôi trang trải trong thời gian đầu. Tôi vẫn giữ duy nhất Gmail thôi. Hưng cứ mãi miết tìm tôi, gửi cho tôi vô vàn tin nhắn nhưng mà tôi mặc kệ, nuốt nước mắt vào trong mà quên Hưng đi. Có lẽ những người đàn ông đến bên đời tôi đều làm cho họ đau khổ. Hơn một năm, các tác phẩm của tôi viết ít nhiều cũng được bạn đọc đón nhận. Tôi lấy bút danh là Hoa Yến Thảo, một phần trong đó có tên tôi. Tôi thấy tôi giống như loài hoa đó đó. Thân thì mềm yếu, mong manh giữa cuộc đời. Loài hoa nó tượng trưng cho một tình yêu thuần khiết mà sắc son. Thi thoảng thì tôi vẫn dùng nick Facebook ảo vào xem trang cá nhân của Hưng. Bây giờ ấy, cậu ấy đã chững chạc mà phong trần hơn rất nhiều. Cậu ấy không còn đi dạy học nữa. Cậu đã về làm với bố mình rồi, trong một cái bộ vest lịch lãm. Cậu ấy trông thật là điển trai và cuốn hút. Hưng vẫn cứ đều đặn gửi Gmail cho tôi, mặc dù cho tôi không hề hồi đáp. Trong suốt 2 năm qua, Hưng cứ mãi miết tìm tôi, còn tôi vẫn cứ mặc nhiên mà lẩn trốn. Hưng vẫn khát khao yêu tôi, van xin tôi quay lại. Còn tôi, vẫn chưa có một giây phút nào tôi thôi nhớ đến Hưng. Tôi đã viết lên câu chuyện của tôi và Hưng, rồi khéo léo đổi tên nhân vật và thêm thắt một vài chi tiết, bỏ bớt đi vài tình huống để cho nó khác đi một chút. Câu chuyện về mối tình này phải mất 1 năm tôi mới viết xong, nhưng mà tôi vẫn muốn viết bởi vì á, mỗi lần viết tôi lại có thể vơi đi nỗi nhớ Hưng và xoa dịu đi cái sự nhức nhối nó đang trào lên nơi ngực trái. Chuyện của tôi được xuất bản in thành sách, mọi người đón nhận rất nồng nhiệt. Có người cũng phê phán về cái sự sai trái này, nhưng mà số đông thì đều chua xót và tiếc thương cho mối tình giang dở. Họ đồng cảm với tôi, họ đau cùng tôi, buồn cùng tôi. Hóa ra trong cái con mắt người đời ấy, tình yêu nó thật là cao quý, đáng được trân trọng chứ không phải là quá khắt khe như tôi từng nghĩ. Mấy hôm sách vừa phát hành, tôi bận tương tác với độc giả, mặc dù ấy, tôi sử dụng nick ảo không bao giờ lộ mặt. Hình đại diện là một bông hoa yến thảo, nhưng mà mọi người vẫn cứ nhắn tin với tôi rất nhiều. Do là bận quá thế nên tôi cũng không có kiểm tra hộp thư như mọi ngày. Hôm nay tôi mở hộp thư ra, ngạc nhiên vì không có bất kỳ một tin nhắn nào của Hưng nữa. Tôi hụt hẫng. Đúng, tôi thấy hụt hẫng lắm. Chỉ là do tôi tham lam khi mà đang tâm rời bỏ Hưng, thế mà lại còn ích kỷ muốn cậu ấy cứ mãi nhớ tới mình à? Thôi, thế cũng tốt. Có lẽ cái đoạn tình cảm này đến đây cũng đã thực sự kết thúc rồi. Mấy hôm nay bé Bông nó có chuyện gì cứ giấu mẹ thì phải. Con bé cứ ăn xong là đóng cửa phòng rồi lấy cớ học bài. Nhưng mà tôi thấy nó lạ lắm. Nhưng mà nay nó đã lớn rồi, đã học lớp 4 rồi. Tôi không thể nào ép buộc con khi mà tôi cũng chưa rõ sự tình. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, vì cũng không biết tôi bị mất ngủ hay là do từ trong sâu thẳm kia đang ngập chìm những tâm tư khát khao
mà nó khiến cho tôi khó ngủ đấy. Bỗng điện thoại vang lên, một tin nhắn được gửi tới. Người này cũng dùng nick ảo giống tôi. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hai câu thơ: người đi xa mãi về nơi ấy, có từng một lần nhớ nơi đây. Thoáng chốc, sao cổ họng tôi như nghẹn lại ấy. Hai câu thơ này nó như con dao nhỏ cứa thêm vào vết thương đang rỉ máu ở trong lòng tôi bấy lâu nay. Tôi không trả lời lại, chỉ thở dài một tiếng mà buông mình hòa vào với màn đêm. Hôm nay bé Bông nó xin tôi về bên nhà cậu tôi chơi một tuần vì nó được nghỉ hè. Thôi cũng để cho con bé về chơi với mấy đứa trẻ ở bên nhà cậu, cho nó có bạn. Còn tôi thì còn có thời gian rảnh thảnh thơi một chút cũng được. Tôi ghé chợ, tự mua cho mình một bó hoa hồng đỏ rực. Tôi quay về tận hưởng cái cảm giác một mình. Đang cắm hoa, bỗng đâu có một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau. Lưng tôi đang áp vào ngực của người đó. Vòng tay này, hơi ấm này, hơi thở này, mùi hương này nữa, tôi không dám nghĩ mà cũng không dám tin là người đó. Nhưng mà sao nó quá đỗi thân quen. Em còn định trốn tôi tới bao giờ? Trời ơi, giọng nói này à? Cái giọng nói mà tôi đã ao ước được nghe suốt 3 năm nay đây à? Kể cả trong những giấc mơ đầy nước mắt, tôi cũng đã nghe thấy. Bất giác, một giọt nước mắt nóng hổi nó rơi xuống, rơi vào cánh tay cứng cáp ấy. Hưng, này đã trưởng thành thật rồi. Cả hai chúng tôi không còn là giáo viên nữa. Hưng cũng chả có lý do gì mà gọi tôi là cô. Em nghĩ cái văn phong của em bao nhiêu năm rồi có thể khác đi hay sao? Em nghĩ là câu chuyện em viết ấy, dù có sửa đi ít nhiều, nó có thể làm cho tôi không nhận ra đấy là em à? Hóa ra là sau khi chuyện của tôi được phát hành, Hưng đã đọc. Đúng là đã có duyên nợ thì chả thể nào thoát khỏi đời nhau. Hưng nhận ra là chúng tôi ở trong câu chuyện đó. Cậu ấy đã lùng sục khắp nơi, những tưởng có thể mà xuyên tới từng cái ngõ ngách, xới tung ra để mà tìm tôi đấy. Nhưng cậu ấy đã gặp bé Bông trước. Đó là lý do tại sao con gái tôi cứ có hành động kỳ lạ như thế. Hưng đã chững chạc như một người đàn ông thực thụ. Nay, cậu ấy đã là một doanh nhân thành đạt. Chúng tôi lại cuốn vào nhau như thuở ban đầu, hòa vào nhau mãnh liệt như là dòng nước từ thác đổ, từ sâu thẳm được lấp đầy, xóa tan hết chơi vơi như chưa hề có 3 năm xa cách, như chưa hề có những đau đớn thuở nào. Lại một lần nữa, sợi tơ duyên giữa hai chúng tôi được nối lại. Chúng tôi tựa lưng nhau trước hiên nhà, nhìn về phía xa, nơi chân trời đang le lói lên cái ánh mặt trời ngày mới. Chúng tôi nhìn nhau, bất giác mỉm cười trong hạnh phúc thấp thoáng. Trong cái khung cảnh ấy, hình như ánh dương nó bừng sáng lên rồi, nó chiếu sáng vạn vật, chiếu sáng lên những cái hy vọng đang được nhen lên từ trong lòng của đôi tình nhân, mang cái món nợ duyên từ ngàn kiếp. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chuyện tình cô giáo Thảo và cậu học trò. Một chuyện tình đẹp và một cái kết xứng đáng, phải không ạ? Còn quý vị và các bạn thấy sao? Hãy để lại những dòng bình luận về câu chuyện này cho chúng tôi nhé. Cũng đừng quên ủng hộ kênh Chuyện bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo. Chúc mọi người luôn an yên và luôn hạnh phúc, có một năm thật mỹ mãn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.